vị nghe tiếp phần 3 tiểu thuyết Aquarius hay là chuyện dân gian ở thời đại chúng ta của tác giả Đức Hoàng qua sự thể hiện của nhà văn Võ Thị Xuân Hà. Khi mở cửa phòng và bước vào, tôi có cảm giác như mình vừa bước ra khỏi rạp sau một cuốn phim dài và nặng nề. Những sự kiện xảy ra trong đêm nay mới chỉ bắt đầu từ 3-4 tiếng trước thôi, nhưng bây giờ tôi cố gắng lắm mới vẽ lại được những chuyện ấy trong đầu mình. Những suy nghĩ mông lung mà đậm đặc, tôi đứng giữa phòng, nhìn cái giường mà đinh ninh rằng mình sẽ phải đối mặt với một đêm thức trắng. Vậy mà tôi đã ngủ một giấc sâu nhất trong đời. Cả cuộc đời trước đây và sau này, tôi đoán vậy. Bởi trong giấc mơ, tôi đã gặp lại gần hết những người đã bước qua cuộc đời mình. Tôi không nhớ được rõ ràng nội dung giấc mơ ấy khi tỉnh lại, chỉ mang máng rằng nó mang dáng dấp của một giấc mơ thứ hai, có cả gia đình tôi và hình như thay vì cười và vẫy tay như mọi lần, mẹ lại giơ tay về phía tôi và cử động ngón trỏ như động tác tôi đã lặp lại hàng ngày. Ông chủ cũng có mặt trong giấc mơ ấy, nhưng lại đang bò trên mặt đất bằng một đôi bàn tay nát bấy. Không có gì thực sự rõ ràng, cứ trộn vào nhau không phân biệt được, như là hoa cúc, ngọc lan và hồng tỉ muội bị vò nát bởi một bàn tay run rẩy đầy đau đớn. Tôi thức dậy lúc 12 giờ trưa. Khu chung cư mất điện và máy lạnh đã tắt từ lúc nào, nhưng cái nóng oi bức của mùa Roland Garros cũng không đủ để đánh thức tôi dậy. Mồ hôi tôi ướt đầm cả tấm ga giường, tim tôi đập nhanh và đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Cảm giác giống như tôi vừa trải qua một nỗi sợ hãi, nhưng tôi không biết nó là gì, từ đâu đến. Mọi thứ xung quanh nhòe nhoẹt và mất một lúc lâu để rõ ràng trở lại. Cứ như là tôi vừa chết đi một lúc và nhìn lại cuộc đời mình từ lăng kính địa ngục vậy. Tôi chẳng đánh răng rửa mặt, chạy vội ra đường bắt một chiếc taxi. Tôi bảo người lái xe đưa đến ngôi làng chài nhỏ, rồi từ đấy đi dọc con đường nhỏ ven bờ biển để tới ngôi nhà. Con đường không có bóng cây nào, bỏng rẫy. Mặt trời tháng năm làm biển sực lên mùi muối mặn gắt và những ánh vàng chói chang. Mấy cây số bước đi giữa cái không gian quái đản ấy khiến trong tôi dấy lên một nỗi sợ mơ hồ. Tôi đã luôn ý thức được sự cô độc của mình, nhưng chưa bao giờ nó lớn như bây giờ, khi phía trước tôi là ngôi nhà, bên trong có cô gái. Phía trước là cô gái. Tôi bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ, điều tôi không thể làm trong đêm qua, nhưng vẫn không lý giải được cảm xúc của mình với cô bé ấy là gì. Không phải sự khao khát về mặt thể xác, cũng không phải là mong muốn tìm kiếm sự giải thoát trong hình bóng thơ ngây ấy. Tôi hiểu rằng có những điều đã vĩnh viễn mất đi và không thể tìm lại. Và đằng sau vẻ ngoài thiên thần kia cũng chẳng phải là sự trong sáng, mà là một nỗi đau có khi còn lớn hơn của tôi rất nhiều. Cũng chẳng hẳn là mong muốn chở che. Cô ta đã giết cha mình và chắc hẳn đã suy nghĩ rất lâu trước khi đưa ra quyết định ấy. Một tình huống mà có lẽ để cô ta tự sát là cách tốt nhất.
sự tò mò, cũng không phải. Tôi chỉ biết rằng mình đang bước rất vội vàng mà không nghĩ được sẽ làm gì khi tới đó. Chẳng có kịch bản của một cuộc trò chuyện nào thuyết phục nổi tôi. Cô bé không nằm trên chiếc giường ở góc phòng, chân tay cũng không bị trói nữa, đang ngồi chơi ô ăn quan một mình ở giữa căn nhà. Cánh cửa sổ phía sau nhà mở toang. Tôi đã quên mất không khóa cửa sổ, và cô bé đã bằng cách nào đó tự cứa đứt dây trói của mình, mở được cửa sổ và trèo ra. Nhưng chỉ trèo ra để lấy mấy viên sỏi, rồi lại chui vào trong căn phòng. Không có ý định bỏ trốn, không có nơi nào để đi, và dường như cũng không hề muốn đi. Khi tôi bước vào, cô bé chỉ nhìn lên trong một giây. Tôi đã chờ đợi sự hoang mang hay ít ra là căm giận trong ánh mắt ấy, nhưng không có một chút nào. Đôi mắt vẫn đen, vẫn sáng, vẫn rất to, nhưng dường như người ta có thể nhìn xuyên qua nó vào bên trong. Không có gì trong ánh mắt ấy cả, hoàn toàn là sự vô cảm. Cô ta nhìn tôi cũng chỉ như nhìn những viên sỏi hay bức tường. Không vui, không buồn, không lo lắng hay hân hoan. Một đôi mắt tôi chưa từng biết là có tồn tại trên đời. Chỉ một giây nhìn lên thôi, rồi cô bé lại cúi xuống tiếp tục trò chơi của mình. Tôi không biết phải nói gì, đến ngồi xuống chiếc giường trong góc phòng lặng quan sát. Vẫn là những sợi lông măng ánh lên màu mật ong trong ánh nắng hắt vào từ ô cửa sổ phía sau lưng. Vẫn là khuôn mặt thiên thần và những ngón tay thon dài tinh nghịch trên những viên sỏi. Vẫn là hình ảnh của nữ thần trong trắng trong tôi đấy. Tôi đã muốn nghĩ thế, đã muốn thở hắt ra và tìm lại cái cảm giác khi quan sát cô trong sân trường bằng ống nhòm. Nhưng không, tôi vẫn ý thức được người con gái ngồi kia vừa giết chết cha mình và đang sở hữu một đôi mắt, có thể là cả tâm hồn của một cái xác biết đi. Mâu thuẫn không gì lý giải nổi. Tôi đã rất cố gắng để bắt đầu một cuộc nói chuyện. Đã có những câu hỏi đẩy lên đến gần cổ họng, nhưng rồi không thể thoát ra thành lời. Tôi biết cô bé sẽ không trả lời. Cô không hề có ý định nói chuyện với tôi. Ngay cả chuyển động của những viên sỏi trong ngón tay cô cũng chỉ được điều khiển bằng những tính toán vô thức mà thôi. Trong mắt cô, trên cái sàn gạch ấy là những hình ảnh rất xa xôi, vẽ lại những ký ức mà tôi chắc rằng không hề vui vẻ. Có một chốc, trong không gian im ắng vô tận của gian phòng ấy, tôi đã gần như cảm thấy một nỗi đau lan truyền trong không khí như một làn khói liếm qua da thịt tôi, lạnh toát đến rùng mình. Không biết là im lặng như thế bao lâu, rồi chính cô bé là người bắt đầu câu chuyện, lại ngước lên, lần này nhìn thẳng vào tôi với một ánh mắt nửa phán xét, nửa giễu cợt. Vẫn là một khuôn mặt thiên thần. Tôi hơi bối rối. Anh rất muốn hỏi tôi tại sao lại làm thế đúng không? Tôi gật đầu. Thế anh đã giết người bao nhiêu lần rồi? Tôi im lặng. Phải làm thế thì mới có cái ăn phải không? Cô bé hỏi câu ấy rồi lại cúi xuống, mân mê mấy viên sỏi trong tay mình. Bây giờ tôi mới thấy được nỗi buồn toát ra từ giọng nói và cử chỉ của cô. Câu hỏi ấy chắc không phải để hỏi mình tôi. Có thể nó dành cho người cha
mà cô đã giết. Có thể nó dành cho cả cái bộ máy mà có lẽ cô đã chứng kiến cách nó vận hành từ khi còn bé. Có thể nó dành cho tất cả những con người trên thế giới này đã dùng sự sinh tồn của mình làm cứu cánh biện minh cho tất cả những điều họ tạo ra. Tôi đã định nói gì đấy, nhưng rồi lại im lặng. Tôi đoán rằng một vẻ lúng túng đến tội nghiệp đã lộ ra trên mặt mình lúc ấy. Tại sao anh không giết tôi? Bắt cóc tôi bây giờ có ý nghĩa gì nữa? Tôi cũng chẳng nhớ được mặt anh, và cũng chẳng muốn đến công an. Tôi không biết. Anh có muốn hiếp tôi không? Tôi lắc đầu. Anh tên là gì? Anh tên là Dan. Dan là một cái tên đột nhiên bật ra trong đầu tôi, không vì lý do gì cả. Hình như việc cô bé hỏi tên làm tôi giật mình. Cảm giác giống với khi Rafael Nadal bất ngờ ghi điểm sau những pha chuyền bóng giằng co kéo dài đến 5 phút với đối phương. Có lẽ thế thôi. Ngay cả việc tại sao tôi không muốn nói tên thật của mình, tôi cũng không lý giải được. Vì trùng tên với chân tử Dan nên anh đi làm sát thủ à? Đột nhiên trên khóe môi cô bé nở một nụ cười giễu nhại. Cô đứng dậy, quay lưng lại phía tôi và nhìn ra ngoài cửa sổ. Lần đầu tiên tôi thấy cô cười kể từ lúc bước vào căn nhà. Nhưng đó lại là một nụ cười đầy chua chát. Hình bóng mà tôi đã thấy trên sân trường dường như là một phần hai trong con người cô. Đã cố gắng gượng tồn tại để che đi cái con người thật mà tôi nhìn thấy lúc này. Sau cái quyết định kéo cò súng trong đêm qua, cái một phần hai ấy đã gục xuống, nằm im, ngủ vùi hay là đã chết rồi. Gọi tôi là Lene nhé, có chữ E ở cuối ấy. Tôi và anh chắc sẽ còn gặp lại nhau, dù tôi không biết tại sao anh lại đưa tôi đến đây nếu không muốn hiếp tôi. Ông ấy chết rồi, chắc là các anh có thừa cách để lấy tiền của người chết. Cô bé quay người lại phía tôi, cái dáng đứng thẳng ấy, ánh mắt ấy, cả ánh nắng vàng đậm của buổi chiều hắt vào từ phía sau lưng cô, làm cho tôi có cảm giác mình đang ngồi giữa một phiên tòa. Trong giọng nói của cô, từ đầu cuộc đối thoại chẳng có chút gì sợ hãi, mạch lạc và vô hồn như một phát thanh viên truyền hình. Có thể là cô đã đi đến tận cùng của nỗi sợ hãi, đã nhìn thấy và chấp nhận được cái chết khi đưa khẩu súng vào miệng mình, nên chẳng còn sợ nữa. Cũng có thể là cô đang sống trong một cơn mộng du mà không đủ can đảm để muốn mình tỉnh lại. Tôi hiểu cảm giác ấy. Lần đầu tiên giết người, đầu óc tôi đã u mê đi nhiều ngày mà không cách nào tỉnh táo lại được. Thực tại bị trùm lên một lớp màn màu xám của sự đau thương, không cho người ta nhận thức một cách rõ ràng nó nữa. Cho đến bây giờ tôi cũng chưa thể xé đi tấm màn ấy, thậm chí nó còn dày thêm lên. Chỉ là học cách đi lại trong nó mà thôi. Cô gái lại ngồi xuống, tiếp tục chơi trò chơi vô hồn với những viên sỏi, không có ý định nói thêm điều gì. Tôi ngồi đấy một lúc, vẫn không thể sắp xếp hoàn chỉnh suy nghĩ của mình, rồi lại đứng dậy và đi. Lần này tôi không khóa cửa lại nữa. Người nổi tiếng nhất mang tên Lene mà tôi tìm được trên Google
là Lene Nystrom, cô ca sĩ hát chính của Aqua. Tôi tự hỏi không biết liệu cái tên Lene mà cô bé chọn có liên quan gì đến Indiana Jones không? Cô bé đã đi xem Indiana Jones một mình, và Aqua thì có một bài hát vui nhộn tên là Dr. Jones, nổi tiếng lắm. Lời hát vu vơ thôi, là một câu chuyện tình của hai người mới yêu. Và đoạn điệp khúc thì chỉ lặp đi lặp lại rằng: gọi tiến sĩ John, hãy gọi tiến sĩ John thức dậy. Anh nghĩ về em hàng ngày, em cũng rất muốn có anh. Em làm đôi chân anh không còn chạm đất, em là tình yêu anh tìm thấy. Tiến sĩ John, John, hãy gọi tiến sĩ John, tiến sĩ John, tiến sĩ John, hãy thức dậy đi. Gọi tiến sĩ John thức dậy. Tôi không thực sự hiểu ý của Aqua khi đưa tiến sĩ Indiana Jones vào một câu chuyện tình yêu. Hãy đánh thức người hùng của lòng em ư? Nhưng tại sao người hùng của một cô bé mới 18 tuổi lại không phải là một hoàng tử bạch mã như Ren hay Ashton Kutcher, mà là một ông già đầu hai thứ tóc chuyên đi khám phá những ngôi mộ cổ? Và tiến sĩ John của Lene có phải là một người nào đó có thật hay không? Hay chỉ là mong ước về một giải thoát, về một ngày mà ai đó sẽ thức dậy và đến kéo em cùng thức dậy trong cơn ác mộng kinh khủng? Đến một kẻ như tôi cũng không tưởng tượng nổi kịch bản của nó kia. Tôi cứ để phone trên tai, nghe khúc nhạc của Aqua, thả mình miên man trong những liên tưởng như thế. Rồi chợt nhận ra mình đang nghĩ về cô bé ấy quá nhiều. Tôi vẫn còn việc phải làm, dù tại sao phải làm, như câu hỏi của Lene, tôi không thể trả lời được. Nhưng ca khúc đã làm tôi thấy nhẹ lòng đi một chút. Nó cho tôi cảm giác mơ hồ rằng có một cái gì sáng sủa, như sự thức dậy của tiến sĩ John vẫn đang chờ đợi tôi, như chờ đợi bao người khác ở phía trước. Tôi và Hiệp phải đến một xưởng làm đồ thủ công để đòi nợ. Những món nợ của ông chủ sinh ra thường không phải để đòi lại ngay, mà để vắt kiệt những người vay bằng lãi. Ông chủ của xưởng thủ công này đã chẳng còn khả năng trả lãi nữa. Tôi chỉ có nhiệm vụ đến đây gây áp lực, tạo ra một nỗi sợ hãi, bắt người ta phải tuân lệnh. Còn tuân lệnh gì thì tôi không biết. Có thể là lấy hết tài sản để trừ nợ, cũng có thể là trong những lô hàng đi nước ngoài tiếp theo của cái xưởng vốn có tiếng lương thiện này sẽ được cài cắm thêm những thứ gì khác. Chắc là khả năng thứ hai, vì chắc rằng ông chủ của tôi cần một thứ áp lực ghê gớm và được tạo dựng cẩn thận lắm, nên tôi mới phải đi làm việc này. Bình thường chỉ có mình Hiệp đi lo những việc như thế. Tôi đã tự nhủ sẽ trói chặt sự sám hối mới chớm dâng lên từ mấy ngày qua trong mình để tiếp tục sống cuộc sống mình đã chọn. Nhưng khi bước vào trong sân của cái xưởng ấy, đọc những dòng chữ ghi trên tấm biển phía ngoài và nhìn những công nhân đang làm việc, tôi mới biết mình đã đến nhầm chỗ. Đây là một xưởng thủ công chỉ sử dụng toàn những đứa trẻ khuyết tật. Trẻ con mù thì đan rổ giá, trẻ con câm điếc thì vẽ tranh cát, còn có cả những đứa thiếu một chân hay một tay vẫn đang rất thành thục xử lý những mảnh nan của mình. Vẻ nhẫn nhục hiện lên trên những gương mặt cặm cụi ấy như là có viết chữ. Người ta có thể khinh rẻ người ăn xin, xua đuổi những đứa trẻ bán kẹo cao su lì lợm đeo bám đằng đẵng trên phố, hay quát mắng một bà bán rau nói thách, nhưng sẽ chẳng ai không dừng lại
mà động lòng trước những khuôn mặt như thế. Chúng tôi đã bị đọa đầy đủ rồi và đang cố gắng giảm bớt sự đọa đầy bằng chút sức lực bé nhỏ này thôi. Những khuôn mặt nói như vậy, tôi cứ đứng lặng trong sân, nhìn vào cái giường ấy một lúc rồi mới rảo bước đi khi Hiệp gọi. Ông chủ của cái xưởng có một thân hình quá khổ, nhưng trông không phúc hậu như những gì người ta hay tưởng tượng về một người đàn ông đứng đầu một cơ sở từ thiện. Mái tóc và da thịt mượt, ông ta tỏ ra khổ sở lắm, liên tục kể lể về những khó khăn khi phải nuôi những đứa trẻ, rồi sự đi xuống của thị trường cùng những lời hứa hẹn khất nợ bằng một giọng điệu ảo não. Hiệp ngồi cạnh tôi làm ra một bộ mặt bực bội đầy sát khí và liên tục ngắt lời ông ta. Làm ăn phải cho ra làm ăn, ông hiểu không? Thế chúng tôi xuống đây làm gì, ông hiểu không? Thế ai nuôi mấy thằng đang đứng ngoài sân kia, ông hiểu không? Nhưng rồi khi mắt ông chủ xưởng bắt đầu ngân ngấn, tôi nhận ra trên ngón giữa bàn tay phải của ông ta có một khoảng da màu trắng lắm. Ở đấy có một cái nhẫn vừa mới được tháo ra và rất to. Tôi để mặc Hiệp với cái điệp khúc "ông hiểu không" của nó đứng dậy và đi xuống xưởng. Tôi trò chuyện với đứa trẻ đầu tiên tôi bắt gặp. Nó đang ngồi cầm một cái thìa hết sức cẩn thận, rắc cát màu vào trong một cái ly để tạo thành bức tranh của mình. Bàn tay trái của nó chỉ còn hai ngón cử động được, và hình như chân nó cũng không còn tự đi được nữa. Tôi đặt một tay lên vai đứa trẻ, hỏi nó rằng mỗi ngày nó có thể làm được bao nhiêu cái ly tranh cát thế này, và ông chủ trả cho nó bao nhiêu tiền một tháng, có đủ ăn hay gửi tiền về cho bố mẹ không. Thằng bé thậm chí không buồn ngước mặt lên khi trả lời tôi. Nó vẫn cặm cụi với những hạt cát màu. Có lẽ nó nghĩ tôi là khách du lịch hay là người của một tổ chức xã hội nước ngoài nào đó đến chụp ảnh để làm hội thảo hay báo cáo rồi lại đi. Nó không được sao lãng, còn phải hoàn thành nhiệm vụ được giao khoán trong ngày. Tôi lên phòng giám đốc, ra hiệu cho mấy đứa đang đứng ngoài bước vào, vớ lấy cái ghế, đập thật nhanh xuống đầu ông chủ xưởng. Nhanh đến mức ông ta không kịp kêu lên một tiếng. Rồi chúng tôi bế xốc cái thân hình ục ịch ấy lên chiếc xe 12 chỗ đỗ ngoài cổng. Hiệp định đưa ông ta về căn nhà bên bờ biển, nhưng tôi nói rằng mình muốn làm nhanh và cho xe tấp vào một khu đất vắng khuất nẻo. Khi bị quăng xuống thảm cỏ, ông ta đã tỉnh, vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cứ cố đứng thẳng dậy mà kêu ú ớ với khuôn mặt thất thần. Lão ta chỉ nuôi ăn, gần như chẳng trả một xu nào cho lũ trẻ con, mà cứ lấy danh nghĩa dạy nghề cho chúng, rồi trừ vào tiền học phí. Và khối lượng công việc thì quá sức của cả một người lớn, lợi nhuận là khổng lồ. Tôi lấy trong xe ra một ống sắt dài, bọc vải, rồi tự mình lao vào đánh cái xác béo ấy, túi bụi. Dù đã tự nhủ rằng không được đánh chết người này, nhưng rồi tôi vẫn cảm thấy ngạc nhiên vì sức của những cú quật chính mình giáng xuống. Tôi vừa đánh vừa gào lên những tiếng kêu uất ức. Không biết có bao nhiêu trong số những đứa trẻ đang cắm mặt xuống đầu gối mình trong cái xưởng ấy đã từng muốn được đánh người đàn ông này như bây giờ. Tôi thở dốc. Người đàn ông vẫn còn tỉnh và đang rên rỉ trên mặt cỏ. Đám đàn em xung quanh vẫn chưa định thần được điều gì đã xảy ra. Tôi chống hai tay lên đầu gối mình, nhìn lại người đàn ông ấy và xót xa. Tôi có thể đánh, có thể trừng phạt ông ta theo cách của mình,
Nhưng tôi không thể dừng lại được cái việc ông ta đang làm. Lũ trẻ kia lệ thuộc vào cái guồng máy ấy, chẳng cần biết rằng mình có được đối xử công bằng hay không. Tôi cũng không thể dừng lại việc ông chủ của mình đang định làm. Rồi chúng nó sẽ trở thành một phần của một cái dây chuyền giết người như là chính tôi. Tôi nhắm chặt mắt. Trong màn đen, tôi tự hỏi điều gì đang diễn ra và tại sao tôi lại bất thần trở nên quá mẫn cảm như bây giờ. Chiều hôm ấy, tôi đi lang thang trong chợ, tìm mua một chiếc quạt và một bộ quần áo. Tôi chợt nhớ ra việc phải mua một chiếc quạt khi ngồi gạt mồ hôi trên trán mình. Lene sẽ không thể ngủ được trong căn nhà ấy giữa cái nóng như thế này. Tôi cũng không chắc cô bé còn ở đấy không, nhưng tôi vẫn quyết định đi tìm mua quạt và cả quần áo. Tôi không có một chút khái niệm gì về quần áo phụ nữ và cũng chẳng có một người bạn gái nào để hỏi. Tôi cứ tới gian hàng quần áo, vơ mọi thứ rơi vào mắt mình, kể cả quần áo lót, trong ánh mắt hiếu kỳ của những người xung quanh. Rồi khi xách túi quần áo khổng lồ của mình đi ra, tôi nhìn thấy một quầy hàng giày dép. Tôi nhớ ra rằng trong đêm tôi kéo Lene đi, cô bé đã không đi giày dép gì cả. Có thể đó là lý do cô không bỏ trốn. Chắc là tôi sẽ mua cho Lene một đôi giày. Nhưng rồi tôi cứ đứng tần ngần ở đấy mãi, cố nhớ ra một điều gì khác nữa, một điều gì đấy quan trọng và thú vị lắm, có liên quan đến những đôi giày, nhưng tôi không thể nhớ ra nổi. Tôi đứng trước quầy hàng chừng 2 phút, rồi bước vào trong. Tôi đã nhớ ra ý nghĩa của những đôi giày trong ký ức mình. Em gái tôi rất thích giày, nó cũng thích váy áo và bờm cài tóc như mọi đứa con gái 5 tuổi khác. Nhưng chỉ vừa phải thôi và dành một niềm đam mê đặc biệt cho những đôi giày. Tôi không nhớ số lượng chính xác nữa, nhưng nó có nhiều giày lắm và luôn giữ gìn chúng, cẩn thận như những đứa trẻ khác chăm sóc búp bê Barbie của mình. Nhiều giày đến mức mẹ tôi sợ phải đưa nó đi mua sắm cùng, vì biết rằng 10 lần như một nó sẽ lại khóc trước cửa hàng giày dép để đòi mua một đôi giày nó thích. Một chi tiết đáng yêu như thế, nhưng hình như tôi đã không nhớ đến lần nào trong suốt mười mấy năm qua. Tôi xăm soi từng đôi giày một trong cái quầy hàng ấy. Chỉ là một sạp hàng ở chợ thôi, và giày dép hầu hết đều rẻ tiền. Chúng không có được cái vẻ "hãy nhìn tôi đi" của những đôi giày bày trong plaza, nhưng dường như vẫn có đời sống riêng và dường như cũng đang cố kể câu chuyện của riêng mình. Mũi tròn và đế mỏng dành cho những nàng thích làm điệu, mũi thô và đế giày như giày chạy bộ dành cho những nàng thích chế giễu sự làm điệu. Những đôi giày vải, đế bệt trắng, có thêu những bông hoa hay hình trang trí hai bên dành cho những cô gái năng động của chủ nghĩa xê dịch đang cố giữ nét thủy mị của mình. Những đôi giày đế cao, rất cao, mảnh mai và kiêu hãnh lại chờ những bàn tay thơm mùi Kenzo hay thậm chí là Chanel số 5, đến để cùng đi cuộc chinh phạt. Những trái tim tôn thờ cái đẹp. Tôi cứ lẩn thẩn đi lại quanh trong cái quầy hàng nhỏ xíu ấy, mà ngắm nghía từng đôi một. Cái thế giới giày, nó cứ như là một đoạn quảng cáo về một thế giới khác rộng lớn hơn. Thế giới tâm hồn của những con người bình thường, cái thế giới mà tôi đã chối từ việc sống trong nó suốt mười mấy năm qua. Tự nhiên trong tôi lại trỗi lên mong muốn đi tìm em gái mình, tìm lại gia đình mình. Tôi đã từng bỏ ra rất nhiều thời gian làm việc ấy, nhưng không có kết quả. Rồi đến một hôm, tôi nhìn lại bàn tay đầy máu của mình,
và tự hỏi rằng mình sẽ làm gì nếu tìm lại được gia đình. Chẳng để làm gì cả, tôi thậm chí không xác định được mình có còn là một con người nữa hay không, và thế là tôi bỏ cuộc. Bây giờ, đột nhiên mong muốn ấy lại trỗi dậy trong tôi. Tôi chọn một đôi giày vải cho Lene. Nó sẽ hữu ích hơn trong một cuộc chạy trốn, hay đơn giản là một cuộc lang thang vô định. Hoặc ít nhất thì cô bé sẽ không đau chân khi trèo ra phía sau ngôi nhà để nhặt những viên sỏi của mình. Lene vẫn đang ở trong ngôi nhà và vẫn đang chơi cùng những viên sỏi. Sỏi và đá cuội đủ màu được xếp thành một bức tranh lớn hình mặt trời ngay giữa ngôi nhà. Khi tôi bước vào, cô bé đang ngồi trên chiếc giường xếp và ngắm nhìn đám sỏi ấy, vẫn là khuôn mặt vô hồn và chẳng buồn ngước lên nhìn tôi. Tôi đặt túi quần áo và chiếc quạt điện xuống, đứng đấy một lúc rồi bước ra ngoài hút thuốc. Cô bé không có ý định bắt đầu một cuộc nói chuyện nào khác, còn tôi vẫn chẳng biết phải nói gì. Ngoài trời vẫn nắng gắt, chỉ sau một chốc, người tôi đã đổ mồ hôi như tắm. Nhưng tôi không thấy căng thẳng hay bực bội. Hình như là ở đây, bên cạnh Lene, những mâu thuẫn đã được đẩy lên quá mọi giới hạn rồi. Và tôi chẳng còn đủ khả năng chăn trở về nó nữa. Chỉ còn đủ sức lưu lại hình ảnh về một chiếc váy trắng và khuôn mặt thiên thần của Lene. Trong tôi, nó vẫn là một biểu tượng của sự bình yên. Khi tôi giật mình quay lại, Lene đã đứng ngay phía sau tôi từ lúc nào. Anh có tiền không? Tôi không nói gì, lấy hết chỗ tiền còn lại trong ví đưa cho Lene. Tôi muốn hỏi cô bé định đi đâu, nhưng rồi lại thôi, vì biết sẽ chẳng bao giờ nhận được câu trả lời. Có thể chính cô cũng không biết. Một chút lo lắng dâng lên trong lòng, nhưng tôi lại tự dìm đi. Tôi đã đẩy lòng mình quá sâu vào câu chuyện vô lý này rồi. Lene đi vào trong nhà. Tôi đứng ngoài một lúc, rồi cũng lên xe ra về. Đó là một cô gái thông minh. Những người thông minh và không còn quá nâng niu cuộc sống của chính mình nữa thì sẽ tồn tại được trong thế giới này. Tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Trên đường về, tôi nhận được tin nhắn của Hiệp. Hiệp nói rằng những đàn em của cha Lene, những người không chịu về dưới trướng của ông chủ, dường như đã biết rằng tôi là người đã thực hiện vụ ám sát và dặn tôi đề phòng một cuộc trả thù. Tôi suy nghĩ một lúc về tin nhắn ấy, không thấy một chút sợ hãi nào. Về thành phố, tôi rẽ vào một ngõ nhỏ gần nhà. Tôi hay ăn cơm ở một quán ăn chật chội trong cái ngõ ấy. Tôi kiếm được nhiều tiền từ nghề của mình, nhưng chưa bao giờ cảm thấy quen thuộc với những quán hàng sang trọng trên phố. Những năm tháng phiêu bạt và nhiều khi đói khát đã dạy cho tôi sự ngon lành của những bữa cơm giản dị. Thứ không thể có khi người ta chẻ hai quả cà chua và gọt nửa củ cà rốt chỉ để làm cho cái đĩa ăn thêm đẹp. Chủ quán cơm là một đôi vợ chồng già không con, đều có gương mặt khó đoán tuổi. Ở họ chẳng có gì đặc biệt, từ ngoại hình cho đến tính cách. Bà chủ trông có vẻ béo tốt và tay cũng đeo một vài chiếc nhẫn vàng, nhưng ngoại hình ấy cũng chẳng che đi được sự kham khổ. Lần nào tôi bước vào, bà cũng đang ngủ gật. Có khi tôi vừa gọi món xong, đang ăn dở ngước lên, muốn gọi thêm thứ gì,
bà cũng đã ngủ rồi. Có những đời sống sinh ra như thế đã được mặc định từ trước là sẽ đi vào phim ảnh hay tiểu thuyết với vai trò làm nền cho những đời sống khác. Quán bé nhưng cũng có một người giúp việc. Đấy là cậu bé nhặt bóng ở sân tennis. Buổi sáng nó làm việc ở đấy, trưa lại về đây chạy bàn đến chiều. Tôi ngồi trong quán hàng sập sệ và tối tăm ấy, giữa một tốp thợ xây, mặt đầy bụi bặm, không cười nói. Phía trước là đôi vợ chồng già, đang ngồi yên, nhìn ra ngoài ngõ. Trong góc nhà là thằng bé, cũng đang lặng yên, cậy bẩn trong móng tay mình. Khung cảnh cứ như là một khái niệm bằng tranh về sự bình thường. Tôi đã ngồi ăn ở đây hàng năm trời, nhưng bây giờ sao bỗng cảm thấy mình lạc lõng vô cùng khi bị ném vào một sự bình thường. Tự nhiên tôi nghĩ đến những đôi giày và nhìn xuống dưới chân họ. Đám thợ xây đi những đôi giày bata bám đầy vôi trắng, hầu như mũi đã sờn. Hai ông bà chủ nhà đi những đôi dép lê màu nâu mà tôi nghĩ rằng đã từng có lúc nó màu trắng. Thằng bé giúp việc đi đất. Nó đi đất trên một cái nền nhà đầy dầu mỡ và mắm muối. Tôi không nhìn nữa, cố ăn thật nhanh đĩa cơm rồi bước ra phố. Rồi tôi thấy kinh ngạc. Những người đang ngồi trên thềm nhà mình vừa nhẩn nha tán chuyện, vừa chờ đợi một cơn gió. Những người hối hả ngồi trên xe máy, những gương mặt cau có ngồi trong ô tô, những đứa trẻ đánh giày, những bà già bán quán, ngay cả bụi trên phố và những ánh sáng đèn đan nhau chằng chịt trên nền trời xám, tất cả vẫn đang chuyển động đấy, vẫn đang có một đời sống riêng đấy. Nhưng đột nhiên trong mắt tôi, mọi thứ như đang bất động. Mọi đời sống quanh tôi như đã được gắn chặt vào mặt đất bằng một cái đinh bê tông quy ước về giá trị của họ. Họ là những người bình thường, chỉ có tôi là đang chuyển động theo một quỹ đạo bất thường và vô ý nghĩa. Tôi có cảm giác mình như một đứa trẻ đi lạc đứng giữa sân trường trong giờ tan học. Bọn trẻ con xung quanh đều biết chúng đến từ đâu và đang đi về đâu. Với một sự thanh thản tuyệt đối, chỉ có mình tôi là hoang mang. Tôi không nghĩ rằng lời dự báo của Hiệp lại đến sớm như thế. Tôi bị chặn ngay trong hành lang khu chung cư của mình. Lúc ấy là 7 giờ tối. Hầu hết mọi người đang trong nhà mình. Khi tôi nhìn thấy cái bóng của một bàn tay đang cầm ống tuyếp vươn qua đầu mình trên sàn nhà, suy nghĩ đầu tiên trong tôi là bọn chúng đã quá liều lĩnh. Nhưng sau khi hạ gục cả ba tên bằng con dao nhỏ giấu trong túi áo và kịp nhận ra rằng cái bóng ấy không phải của một cái ống thép, mà là một con dao bổ dưa hấu, lưỡi mảnh và dài. Tôi hiểu rằng chúng đã định rằng sẽ giải quyết tôi nhanh đến mức không đánh động một ai. Chỉ cần con dao ấy bổ xuống một nhát thôi, tiếng động phát ra sẽ chỉ bằng tiếng bổ đôi một củ cải trắng trên cái thất gỗ. Tôi kéo cả ba cái xác vào trong nhà mình. Vẫn không có ai trong hành lang. Tôi khóa cửa lại, gọi một cuộc điện thoại và đi ra ban công ngồi bệt xuống hút thuốc. Tôi đã đâm rất nhanh, nhanh đến mức máu của họ chỉ dính một chút lên cánh tay và không vương một chút nào ra quần áo. Tôi lại ngắm bàn tay vấy máu của mình, cứ xoay đi xoay lại, cố tìm một chút xúc động, nhưng không thấy. Tôi hình như đã không hề tức giận,
không hề hồi hộp khi giết ba người ấy. Tất cả đã được thực hiện như một chuỗi phản xạ vô điều kiện, vô cảm xúc. Những tính toán được thực hiện nhanh và chính xác như trong một cái CPU chip quát coi. Xoay người lại, cúi thấp xuống, đâm vào mạng sườn, né một nhát chém, đâm vào vai, lại đâm tiếp vào lưng khi đối phương đã ngã. Một bài toán tổ hợp hình học logic đã được tôi giải xuất sắc trong vòng chưa đến 40 giây, hoàn toàn vô cảm. Quý vị vừa nghe xong phần 3 tiểu thuyết Aquarius hay là chuyện dân gian ở thời đại chúng ta của tác giả Đức Hoàng. Mời quý vị đón nghe phần tiếp theo. Cảm ơn quý vị.